từ khi mà bắt đầu bước chân đi lập nghiệp thì con biết quý trọng đồng tiền của mình kiếm ra. Con biết mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi ba anh em con. Con muốn mẹ tự hào về con nhiều hơn. Muốn có một cơ hội để sau này có thể lo lắng cho mẹ nhiều, cho mẹ không phải vất vả nữa. Con hy vọng trong một live show gần nhất thì sẽ có mẹ và em đứng dưới sân khấu và theo dõi con biểu diễn. Trước đây các cô, các bác trong gia đình đều khuyên ba rằng là không nên cho con theo con đường nhảy múa này vì nó rất là cực và không có tương lai. Nhưng mà hiện tại thì con đang ngồi ở đây và con sẽ cố gắng chứng tỏ cho mọi người rằng sự lựa chọn của ba là đúng. Thì ba không còn ở đây nữa nhưng mà con đường này nó là niềm đam mê của con và con rất vui khi được nhảy múa. Con cảm ơn ba. Thử thách tuần này của Hải và Lực là thể loại hip hop và biên đạo hướng dẫn họ là Tatiana Parker. Bài nhảy này cần thể hiện rất nhiều cá tính. Cô gái rất sành điệu, quyến rũ. Còn chàng trai này luôn muốn tán tỉnh cô, gây ấn tượng với cô bằng những điệu nhảy của mình. Cái bài này tương đối khó với mình, vì hơi thở của đương đại giữ nguyên cái phần khung và thở nhẹ. Còn bên hip hop thì nhấn và thể loại của cha thì cũng dễ hơn được một chút. Nhưng mà đại khái nó cũng là một phần thử thách khó khăn cho hai đứa. Sẽ không có thời gian để nghỉ. Các bạn không được trễ, không được để tụt lại mà phải luôn luôn đúng nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước họ mềm mại với đường đại thì tuần này họ sẽ mạnh mẽ với hip hop và Tatiana Parker sẽ biên đạo bài này. Chúng ta sẽ cùng đến với một cặp đôi rất là cá tính. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến, hãy nhắn số 1 và gửi về 8369 bình chọn ngay cho Duy Hải và Phạm Lịch. You wishing you could clutch that. That's just the way you like it. You're so good, you just wishing he could bite it. Never turn down me, ass line. Go trigger on it. Xin mời trọng ở đây đồng nhiệt cho Duy Hải và Phạm Lịch. Thank you Tatiana Parker. Thank you. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phần trình diễn hip hop rất là dễ thương, đầy cá tính của Duy Hải và Phạm Lịch về câu chuyện của một đôi tình nhân họ đang giằn xé nhau trong nội tâm. Và không biết John nghĩ như thế nào về tiết mục vừa rồi ạ? Hai bạn mở màn của chương trình hôm nay rất tuyệt vời, chúc mừng hai em. Anh biết cái này không phải là cái sở trường của hai em. Và anh thấy chắc chắn là tụi em tập luyện rất là nhiều. Và Hải, anh biết cái tay của em. Bình thường anh thích cái tay của em.
anh thấy cái tay của em, xin lỗi, anh thấy cái tay của em rất là đẹp. Rất là đẹp khi em múa đương đại. Và trong hôm nay, cái bài hip hop này, em thay đổi rất là nhiều. Thay đổi. Yeah. Khi thái độ của em thay đổi rất là nhiều. Thay đổi thái độ, đúng không? Yeah. À, đó. Thay đổi thái độ. Và tiếp ha. Tiếp. Ừ. Và cái cảm giác của hai em, cái động tác của hai em, tất cả mọi thứ anh thấy rất là đều. Và chúc mừng hai em rất là thành công. Cảm ơn John rất nhiều. Thế còn Chí anh nghĩ sao vậy? Ở trong tiết mục này thì anh dành lời khen cho bạn Phạm Lịch. Bạn đã làm rất là tốt vai trò của mình. Và giống như John ấy, bạn, cái thái độ hip hop của bạn thể hiện rất là rõ ở trong cái tiết mục này. Tuy nhiên thì đối với bạn Duy Hải thì có thể đây không phải là sở trường của em. Nên anh thấy ở những động tác của em có những đoạn thiếu những động tác dứt khoát. Rồi cái chất em chỉ cố gắng thể hiện ra mặt thôi, còn cái cơ thể của em nó không bộc lộ được cái chất của hip hop. Vâng, xin cảm ơn anh Chí Anh. Thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thông cảm được rằng bởi vì Duy Hải là một vũ công chuyên về đương đại, nên bình thường là vũ công đương đại là tay chân họ thở và họ chứ thế cứ thế này, rồi bây giờ cứ kêu thế này thì nó cũng hơi khó. Thành thử ra là vâng, đang làm quen dần đấy ạ, chị Tuyết Minh, đúng không ạ? Thực ra mà nói thì phải rất là khen Hải, bởi vì từ một cái vũ công ở thể loại múa đương đại thì bạn ấy rất là bay, bạn ấy mượt, và bạn phải rèn luyện bao nhiêu năm trời để những cái chuyển động nó mượt mà và những cái chuyển động nó nối liền với nhau. Thì với hip hop thì bạn phải ngược hoàn toàn, tức là phải thả cơ, rồi phải mạnh, rồi phải tất cả những động tác phải vứt, và nhất là vào chất. Thì với bài này thì chị thấy Hải, em rất quan tâm đến cách diễn xuất. Đấy, cái chất diễn của em được tăng lên, nhưng mà đúng như John Huy và chị Anh nhận xét thì cái chất ở trong hip hop phải đòi hỏi một cái thời gian phải luyện dài. Và cũng giống như là vào đầu của bài diễn ý, thì khi mà cái VT quay các em đang luyện tập thì rõ ràng Tiana Parker, bạn ấy nhảy rất đẹp, ngoài cái biên đạo ra thì bạn ấy là một cái vũ công nhảy quá đẹp. Cho nên chính vì cái bạn ấy nhảy quá đẹp cho nên là khi xem các em nhảy thì nó chưa tới được thôi. Nhưng mà dù sao đây cũng là một bài diễn mở đầu chương trình và các em đã thành công và đã hoàn thành tốt bài diễn. Cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị, chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm là bởi vì thời gian trong vòng một tuần lễ các bạn phải làm quen với một bài mới và với một thể loại hoàn toàn khác với những gì mình đã tập cách đó mấy chục năm. Thành thử ra là như vậy đã là tốt lắm rồi. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến cặp đôi của Duy Hải và Phạm Lịch, hãy soạn ngay mã số của họ là 1 và gửi về tổng đài 8369. Hãy bình chọn ngay cho Phạm Lịch và Duy Hải quý vị nhé. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.